Thanh Hư đạo trưởng của Thục Sơn nhìn thấy một dị tượng lạ trên trời. Dị tượng đó rơi vào một gia đình đang chuẩn bị sinh em bé. Sau đó một đứa bé chào đời nhưng mẹ của đứa bé thì không qua khỏi. Mùi hương lạ từ đứa bé phát ra làm cho cây cỏ xung quanh đều lụi tàn. Đứa bé được Thanh Hư đạo trưởng đặt tên là Hoa Tiên Cốt. Hoa Tiên Cốt. Bạch Tử Họa, một trong ngũ thượng tiên, là đệ tử có phép thuật cao nhất của phái Trường Lưu, được sư phụ truyền lại chức vị trưởng môn của phái Trường Lưu. Lúc này sư phụ có đề cập đến sinh tử kiếp của Bạch Tử Họa. Trên đường đi gặp đại phu để lấy thuốc cứu cha, Hoa Thiên Cốt gặp được Bạch Tử Họa trong hành trình xuống núi tập luyện trước khi trở thành trưởng môn, và cô được Bạch Tử Họa cứu khỏi tay yêu quái. Từ đây cũng chính là lý do khiến cô sau này quyết tâm lên Trường Lưu học đạo. Sau đó cha cô vì tuổi già sức yếu cũng không qua khỏi. Bạch Tử Họa cùng Hoa Thiên Cốt mừng sinh thần của mình. Đây là lần đầu tiên cô ăn mừng sinh thần của mình với người lạ. Bạch Tử Họa sau đó về Trường Lưu tiếp nhận vị trí trưởng môn. Còn Hoa Thiên Cốt thì lên đường đến Thục Sơn. Như lời Thanh Hư đạo trưởng căn dặn lúc đầu, đủ 16 tuổi hãy đến Thục Sơn để gặp ông. Trên đường đi, Hoa Thiên Cốt gặp phải Đông Phương Úc Thanh khi vô tình nhìn thấy cô đang tắm. Sau đó Hoa Thiên Cốt đi đến Dị Hữu Các để tìm gặp Dị Hữu Quân, người có thể hiểu mọi thứ trên đời, để hỏi cách lên Thục Sơn vì Thục Sơn có kết giới, người thường khó có thể lên Thục Sơn được. Bên trong Dị Hữu Các khung cảnh quái lạ khiến cô sợ hãi, chung quanh toàn treo những vật dụng kỳ bí, còn Dị Hữu Quân thì đeo một mặt nạ rất bí ẩn, và muốn trả lời câu hỏi của mình thì phải trao đổi một điều kiện với Dị Hữu Quân. Dị Hữu Quân lấy một giọt máu của cô bỏ vào Thiên Thủy Tích, là một loại ngọc do nước mắt Phượng Hoàng ngưng tụ mà thành. Đeo ngọc này trên người sẽ giúp cô có thể vượt qua được kết giới một cách dễ dàng. Ở một diễn biến khác, Thục Sơn phái bị họa diệt môn do sự phản bội của đệ tử Vân Ế và bị cướp mất Xích Thiên Thiên, một trong những thần khí thượng cổ. Hoa Thiên Cốt vừa lên Thục Sơn đã thấy cảnh tượng hoang tàn, đệ tử Thục Sơn nằm chết khắp nơi. Cô đi tìm Thanh Hư đạo trưởng, trước khi Thanh Hư đạo trưởng mất, đã truyền lại ngôi vị trưởng môn cùng với lục giới toàn thư và Thục Sơn kiếm phổ cho Hoa Thiên Cốt, và bảo cô rằng sau mọi chuyện được ổn thỏa thì truyền lại chức vị trưởng môn cho đệ tử Vân Ẩn. Sau đó cô bị Vân Ế truy sát để nhằm lấy lại hai món đồ nhưng được Bạch Tử Họa đến cứu. Lúc ngự kiếm cùng Bạch Tử Họa, Hoa Thiên Cốt cảm thấy có một sự quen thuộc một cách kỳ lạ. Lúc hai người ngự kiếm bay trên trời, Thiền Xuân Thu đến và sử dụng Xích Thiên Thiên để giao đấu với Bạch Tử Họa. Trong lúc giao đấu, Bạch Tử Họa bị suy giảm nội lực một cách đột ngột do Hoa Thiên Cốt chạm vào người mình mà không hiểu nguyên do. Vì thế Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt bị nhốt vào Xích Thiên Thiên. Lúc Xích Thiên Thiên thu hẹp dần để nghiền nát Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt, lúc này hai người chui vào hố để lánh nạn và Hoa Thiên Cốt phát hiện máu của mình có thể phá được kết giới của Xích Thiên Thiên. Bạch Tử Họa dựa vào máu của Hoa Thiên Cốt phá được kết giới của Xích Thiên Thiên để đưa hai người thoát ra ngoài. Sau khi thoát khỏi Xích Thiên Thiên, Bạch Tử Họa giao đấu với Thiền Xuân Thu và Vân Ế để lấy lại Xích Thiên Thiên. Thiền Xuân Thu và Vân Ế không phải là đối thủ của Bạch Tử Họa nên bị đánh trọng thương. Thiền Xuân Thu và Vân Ế chạy trốn đến hồ nước. Bạch Tử Họa đuổi theo đến hồ nước và bảo Thiền Xuân Thu hãy tự kết liễu mình đi. Thiền Xuân Thu quyết chống đỡ đến hơi thở cuối cùng nhưng không tài nào địch nổi Bạch Tử Họa. Bỗng từ đâu xuất hiện một luồng sức mạnh kỳ lạ và một con hỏa điểu xuất hiện, hóa ra đó là Sát Thiên Mạch, thánh quân của Thất Sát Phái.
phép thuật cũng ngang ngửa Bạch Tử Họa đến để giải cứu cho Thiền Xuân Thu. Sát Thiên Mạch giết một vài môn hạ của mình để thị uy với Bạch Tử Họa, để tránh một cuộc giao tranh giữa chánh tà và một cuộc thương vong lớn. Bạch Tử Họa yêu cầu Sát Thiên Mạch trả lại Xích Thiên Thiên. Khi nhận được Xích Thiên Thiên, Bạch Tử Họa bảo Sát Thiên Mạch cai quản thủ hạ cho Nghiêm, và nếu có lần sau sẽ sang bằng Thất Sát Phái. Sát Thiên Mạch liền nói một câu: được, ta đợi ngươi. Rồi phi hỏa điểu bay về Thất Sát Điện. Bạch Tử Họa khi đang ngự kiếm bay lên trời cùng Hoa Thiên Cốt bỗng dưng thấy nội lực của mình suy giảm một cách đột ngột một lần nữa. Bạch Tử Họa trong lòng cảm thấy có một điều gì rất lạ ở đây. Bạch Tử Họa về Trường Lưu và mở đại hội để cùng các môn phái bàn về chuyện của Thục Sơn và việc cất giữ thần khí của các phái như thế nào để tránh bị họa sát phái như Thục Sơn. Mỗi phái đều có ý kiến và chưa đưa ra được thống nhất, vì thế Bạch Tử Họa nói với các phái hãy về nhà và chờ câu trả lời từ phía của mình. Bạch Tử Họa bế quan tu luyện thiên địa nhân hợp đệ thập trùng thiên để nhằm phá giải thập lục thiên nhưng không thành công, và phát hiện nạn sinh tử của mình sắp xuất hiện. Lúc này Bạch Tử Họa cùng sư phụ và các huynh đệ bàn bạc về cách tìm và hóa giải sinh tử kiếp cho mình. Sư phụ trao cho Bạch Tử Họa đoạn niệm kiếm và nói rằng chỉ có một cách tốt nhất để phá giải sinh tử kiếp của mình, đó là giết không tha. Bạch Tử Họa dùng niệm sinh thạch của mình để tìm ra sinh tử kiếp và lần theo đến một ngôi miếu hoang. Lúc này Hoa Thiên Cốt trốn trong miếu và thấy thiên thủy tích của mình đang đeo trên người bỗng dưng phát sáng. Cô vội sợ hãi chạy ra ngoài và chạy về phía Bạch Tử Họa. Lúc này Bạch Tử Họa mới phát hiện sinh tử kiếp của mình chính là Hoa Thiên Cốt. Theo lời sư phụ dặn, khi gặp nạn sinh tử của mình thì nên giết không tha. Nửa đêm lúc Hoa Thiên Cốt đang ngủ, Bạch Tử Họa lại tìm đến cô và dự định ra tay. Trong lúc này Bạch Tử Họa suy nghĩ trong đầu: ta là một thượng tiên, tu hành là để cứu người chứ không phải để giết người. Vì thế Bạch Tử Họa đã không ra tay và quyết tìm ra cách khác để hóa giải sinh tử kiếp của mình. Ở một diễn biến khác, giọt máu của Hoa Thiên Cốt đựng trong thiên thủy tích được dị hữu quân đưa cho lúc vào dị hữu các bỗng phát sáng và phá vỡ đi thiên thủy tích, nở ra một con linh trùng. Con linh trùng này được Hoa Thiên Cốt đặt tên là Đường Bảo. Con linh trùng này gọi cô là mẹ và Đông Phương Úc Thanh là cha. Bạch Tử Họa mở cuốn sách Bách Khoa Toàn Thư của Trường Lưu để hỏi cách hóa giải sinh tử kiếp của những người trước đó trong lịch sử của phái Trường Lưu. Cuốn sách nói rằng trước đó có 7 người với 4 người không thoát khỏi sinh tử kiếp và bị trầm luân vào ma đạo nên vì đạo đã tự tử. 2 người thì thoát khỏi sinh tử kiếp bằng cách tìm và giết sinh tử kiếp của mình. Người còn lại thì không rõ vì không được ghi chép lại. Sau đó Bạch Tử Họa đi tìm Đào Ông, trưởng lão trong bản phái để hỏi về sinh tử kiếp của người còn lại. Đào Ông nói rằng người còn lại do bị rơi vào ma đạo và sau đó cũng chết nên không được ghi lại trong Bách Khoa Toàn Thư của Trường Lưu, vì đó là điều không hay. Và Đào Ông bảo rằng có một cách giải sinh tử kiếp là theo truyền thuyết thì cần tập hợp đủ thần khí từ thập phương, đạt được hồng quang chi lực thì có thể hóa giải sinh tử kiếp của mình. Bạch Tử Họa trở về trầm ngâm suy nghĩ. Thượng tiên đang thông dong dạo khúc đàn nơi tiên cảnh với thú vui tao nhã của thượng tiên, thì đàn phàm cũng là một trong ngũ thượng tiên xuất hiện. Đàn phàm chỉ trích Bạch Tử Họa vì không quan tâm đến tình yêu của Tử Huân thượng tiên dành cho mình. Về phía Tử Huân, vì không được Bạch Tử Họa đáp lại tấm chân tình mà chỉ quan tâm đến việc tu hành nên luôn ghét và tìm giết những người đàn ông phụ bạc. Bạch Tử Họa cùng các huynh đệ bàn về việc thu nhận đệ tử sớm hơn dự định 3 năm để nhằm củng cố lực lượng của Trường Lưu trước sự lớn mạnh của Thất Sát Phái. Chiêu sinh đệ tử sau đó được thông báo khắp nơi. Hoa Thiên Cốt nhìn thấy rất vui mừng và cô quyết định đăng ký để ứng tuyển vào Trường Lưu và nhờ Đông Phương Úc Thanh đến gặp Vân Ẩn thay mình. Danh sách ứng tuyển được đệ tử thập nhất giao đến tay Bạch Tử Họa để xem xét, và Tôn Thượng nhìn thấy có tên Hoa Thiên Cốt, ngài trầm ngâm suy nghĩ về hình ảnh của cô trước đó, nhất quyết muốn vào được Trường Lưu. Hoa Thiên Cốt đến trước cổng vào dưới chân núi Trường Lưu,
Cô dừng chân và cười một cách mừng rỡ. Vừa lúc này, Nghe Mạn Thiên, Sóc Phong, Ninh Thủy cũng xuất hiện. Cô gặp mặt bọn họ và mới gặp như đã quen. Nghe Mạn Thiên với Sóc Phong có một chút xích mích nên thi triển cùng nhau một chút võ công, nhưng rồi mọi người ngăn cản họ lại. Mọi người cuối cùng cũng vui vẻ bước vào trường lưu để cùng chuẩn bị cho một hành trình thi tuyển vào trường lưu đầy thử thách. Thập Nhất Sư Huynh thông báo thể lệ cuộc thi cho các thí sinh gồm có 3 vòng thi. Vòng thi đầu tiên, vượt qua kết giới của khu rừng ma với nhiều hoa cỏ ăn thịt người trước giờ ngọ ngày hôm sau. Qua ngày hôm sau, Thập Nhất Sư Huynh tập hợp mọi người để chuẩn bị bước vào ải thứ nhất. Nghe Mạn Thiên là người đầu tiên, cô đến lấy thanh kiếm và sau đó đứng trước gương ảo ảnh và bị hút vào khu rừng ảo ảnh trong gương. Kế tiếp đến lượt Hoa Thiên Cốt, lúc cô đến lấy kiếm thì bị Thập Nhất Sư Huynh phát hiện ra đường bảo và bắt lấy nó vì nội quy thi không được sử dụng phép thuật lạ nào khác. Sau đó Hoa Thiên Cốt đứng trước gương và cũng bị hút vào khu rừng ảo ảnh. Đường Bảo và Thập Nhất Sư Huynh đứng trước gương để quan sát mọi việc trong khu rừng, nếu có việc gì bất chắc sẽ ra tay cứu kịp thời. Hoa Thiên Cốt bị một người trong ảo ảnh đeo mặt nạ giả yêu quái hù dọa để hòng khiến cô sợ mà bỏ cuộc. Sau đó cô được Nghe Mạn Thiên đến cứu giúp và đánh lui tên yêu quái. Sau đó Nghe Mạn Thiên bảo Tiểu Cốt đi cùng để có thể bảo vệ cô. Lúc này trong khu rừng xuất hiện các loài hoa ăn thịt người và bọn chúng đuổi theo Nghe Mạn Thiên và Hoa Thiên Cốt. Hai người cùng bỏ chạy, chưa kịp định thần vì quá đông cây hoa ăn thịt người bao vây. Hoa Thiên Cốt và Nghe Mạn Thiên cố gắng chạy thoát khỏi cây hoa ăn thịt người khổng lồ. Nghe Mạn Thiên dù võ công cao nhưng với quá nhiều hoa ăn thịt người cùng với sự linh động của chúng với nhiều tán cây dài và to liên tục tấn công khiến Nghe Mạn Thiên bị đuối sức và bị chúng nuốt vào trong. Lúc này phía Hoa Thiên Cốt cũng đang chạy và chống trả quyết liệt. Cô dùng kiếm đâm vào cây hoa ăn thịt người nhưng chúng không hề hấn gì. Sau đó cô bị gai của nó đánh vào người vô tình làm cô chảy máu. Máu của Hoa Thiên Cốt bình thường sẽ làm cỏ cây khô héo và chết, vì thế khi máu của cô rơi vào cây hoa ăn thịt người thì cũng không ngoại lệ. Nó khiến cây hoa ăn thịt người chết héo ngay sau đó. Lúc này bên ngoài có tiếng chuông báo hiệu bước thử thách đã kết thúc, mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi lấy sức cho ngày mai. Vào lúc chập tối, khi mọi người đã thấm mệt và chuẩn bị ngủ, lúc này Thập Thất đến báo với Tôn Thượng Bạch Tử Họa, còn Đông Phương Úc Thanh vẫn chưa ngủ, và Tôn Thượng ra lệnh phun thuốc mê vào trong ảo cảnh để cho mọi người đều rơi vào giấc ngủ say để bắt đầu thử thách lòng kiên trì trong ải quỷ cảnh. Tôn Thượng dùng gương để kiểm tra giấc mơ của từng người. Đến lượt kiểm tra Đông Phương Úc Thanh thì chỉ thấy một màn đen. Thì ra lúc này Đông Phương Úc Thanh vẫn chưa ngủ, anh đã dùng khăn để tránh được lượng thuốc mê phun vào. Nói về trong giấc mơ của Hoa Thiên Cốt, cô luôn nghĩ về cha và Mạc đại ca của cô ấy và đang tận hưởng giây phút này. Sau đó mọi người lần lượt thoát ra được mộng cảnh của mình và lần lượt qua ải một. Lúc này khi thấy Hoa Thiên Cốt vẫn còn trong giấc mơ và gọi mãi không dậy, Đông Phương Úc Thanh liền tìm cách đi vào giấc mơ của cô để xem cô thế nào. Lúc này Hoa Thiên Cốt đang đứng yên bất động đứng chờ Mạc đại ca của cô ấy. Đông Phương Úc Thanh gọi mãi không được, bèn dùng dao rạch vào tay của mình cho chảy máu và nhờ đó đánh thức được cô dậy, giúp cô thoát khỏi ải quỷ cảnh và thoát được ra ngoài, vượt qua được ải một. Thập Nhất Sư Huynh tập hợp mọi người lại để thông báo về ải thứ hai. Ải thứ hai là để khảo nghiệm lòng gan dạ bằng cách vượt qua cây cầu dây quăng với nhiều chướng ngại vật như mũi tên, phi tiêu bay đến một cách đột ngột khi đi qua cầu mà không được dùng phép thuật. Sóc Phong là người đi qua trước, anh vượt qua các chướng ngại vật một cách dễ dàng với cặp mắt trầm trồ của mọi người. Tiếp đến là Nghe Mạn Thiên,
cô cũng qua được một cách dễ dàng vì dù sao cô cũng là con gái của trưởng môn phái Bồng Lai. Sau đó Khinh Thủy cùng với mọi người cũng lần lượt bước qua cây cầu, riêng chỉ có Hoa Thiên Cốt còn đang phân vân vì cô sợ độ cao. Khinh Thủy sau khi né qua vài chướng ngại vật cũng qua được một cách an toàn. Lúc này, mọi người ở bên cầu cùng gọi Hoa Thiên Cốt để đi qua cầu, và cô cũng hạ quyết tâm đi qua, có một vài người cũng đã rớt xuống cầu và bị loại. Lúc này, Hoa Thiên Cốt cũng đã đi qua được nửa cây cầu, bỗng dưng phi tiêu bay đến và đánh vào dây xích làm đứt dây qua cầu. Mọi người tưởng chừng như cô đã bị rơi xuống cầu nhưng với sự kiên trì của mình cùng sự ủng hộ của những người bạn, cô cố gắng đeo bám dây cầu và leo lên ngọn núi bên kia cầu với sự chứng kiến của mọi người và cuối cùng cô cũng vượt qua ải thứ hai. Từ đây, ta mới thấy được tình bạn lúc khó khăn nó ý nghĩa như thế nào. Sau đó, mọi người được đằng vân lên Trường Lưu Tiên Sơn dưới sự hướng dẫn của Thập Nhất Sư Huynh. Núi Trường Lưu Tiên Sơn như một Bồng Lai tiên cảnh gồm ba đảo nhỏ lơ lửng trên không, đó là Tham Lam Điện, Tiêu Hồn Điện và Tuyệt Tình Điện. Và đây cũng là nơi cư ngụ của Tam Tôn, trong đó Tuyệt Tình Điện do Tôn Thượng Bạch Tử Họa cai quản. Sau khi đến Trường Lưu Tiên Sơn, Thập Nhất Sư Huynh thông báo ải thứ ba là ải cuối cùng để có thể chính thức trở thành đệ tử của Trường Lưu. Ở ải này là vượt qua nước Tam Sinh Trì của Hồ Tam Sinh để tẩy trần cơ thể, trong đó nước ở Tham Lam Điện để rửa tham, nước ở Tiêu Hồn Điện để trừ dục, nước ở Tuyệt Tình Điện để tuyệt si. Nếu không từ bỏ ba thứ này thì khi bước vào nước của Tam Sinh Trì cảm giác sẽ rất đau khổ, đau không thể tả nổi, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Mọi người lần lượt đi qua hồ, Sóc Phong đi qua hồ không một chút biểu hiện nào, đi qua một cách rất ung dung, còn đa phần mọi người đều có một chút đau đớn, thậm chí có vài người đau đớn không chịu nổi và đã bị loại. Tới lượt Hoa Thiên Cốt, cô đi qua hồ một cách dễ dàng, thậm chí còn cảm thấy thoải mái khi bước qua hồ trước sự chứng kiến ngạc nhiên của mọi người. Thập Nhất cảm thấy ngạc nhiên và nghĩ thầm trong bụng, chỉ là một người phàm thôi mà có thể vô dục vô cầu. Cuối cùng mọi người đều bước được qua hồ. Thập Nhất Sư Huynh thông báo cho những ai qua ải cuối cùng thành công, đã chính thức trở thành đệ tử của phái Trường Lưu. Mọi người vui vẻ ôm chầm lấy nhau một cách hạnh phúc. Nếu mọi người thấy nội dung video hữu ích và có tính giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi, mọi người hãy like và đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các tập tiếp theo. Xin cảm ơn sự theo dõi của mọi người.